Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về đoạn sông đáy, đoạn chảy qua thôn 7 và thôn 8, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, bị các trang trại chăn nuôi của xã Trung Châu, huyện Đan Phượng xả thải trực tiếp, gây ô nhiễm mà VTC14 đã phản ánh trong các bản tin nhật ký cuộc sống vừa qua. Được biết, ngày 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, cũng như công tác bảo vệ môi trường tại khu sông Hát, tên gọi khác của sông đáy, xã Trung Châu. Đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng VTC14 vẫn chưa nhận được kết quả của công tác kiểm tra này. Ngày 22 tháng 3 năm 2023, một tuần sau khi quyết định kiểm tra được Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng ban hành, tại khu vực trại nuôi lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, chuồng trại đang được phá dỡ. Tuy nhiên, theo ông Mạnh, khu vực chuồng trại này được xây dựng theo chủ trương phát triển VAC của địa phương từ nhiều năm trước, chứ ông không tự ý xây dựng. Khu vực đang phá dỡ đã được bỏ trống, không chăn nuôi từ mấy năm nay, do đó không thể là nguồn cơn gây ô nhiễm môi trường. Chuồng trại tháo dỡ là cũng từ năm 2019 đến giờ, là vì dịch bệnh như thế, vốn liếng tôi không còn nữa thì tôi không chưa có khả năng để nuôi. Chuồng hiện tại là vẫn bỏ không. Tương tự hộ ông Mạnh, một phần trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trần Văn Lâm cũng đã được đập bỏ. Xung quanh khu vực còn đang chăn nuôi, bức tường bao được xây dựng sơ sài và vội vàng đến mức vết vữa vẫn chưa kịp khô. Những khu vực xả thải trực tiếp trước đây được đổ đất để đắp điếm vội vàng, che đậy đi tình trạng ô nhiễm. Thì như cái chuồng bên đây á, là nó cái nước rửa chuồng là vẫn có xả ra môi trường đấy, nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi thu gom hết rồi đấy, nhưng chỉ nó chỉ là cái nước thôi, còn phân thì toàn bộ là chúng tôi thu gom hót hết. Cái môi trường ở bên ngoài kia thì không phải riêng nhà mình tưởng cho tôi, chẳng phải riêng của nhà ông Mạnh, nó của chung. Thì cái này phải báo ánh, người ta chụp ảnh quay phim rồi nó là đúng chứ sao lại bảo không đúng. Theo các hộ chăn nuôi, sau khi báo chí lên tiếng phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các trại lợn ở xã Trung Châu, đại diện ba hộ chăn nuôi gồm ông Nguyễn Văn Mạnh, ông Trần Văn Lâm và ông Đỗ Văn Chiến được Ủy ban Nhân dân xã mời lên làm việc. Tại đây, các hộ được vận động tháo gỡ chuồng trại xây dựng trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường cho dòng sông đáy. Theo ghi nhận trên thực tế, các chuồng trại đang dần được tháo gỡ. Dòng nước thải đen ngòm chứa đầy chất thải, vốn vẫn chảy thẳng ra sông đáy, nay đã được cào đi một phần. Tuy nhiên, đâu là nguồn thải của dòng nước đen đang bị ứ lại này vẫn chưa xác minh được. Thì lộ trình của chúng tôi cũng đang để tiến hành để xử lý. Thì trong cái lúc này thì cũng như anh chị đã biết thì tôi thì cái việc đằng vừa vi phạm cái môi trường, đồng thời cũng vi phạm những cái việc VAC. Thì đúng là trước kia thì địa phương là cũng hợp đồng cho họ thuê cái sản xuất cái VAC, nó là cũng tồn tại khách quan đây thôi, chứ cũng không phải là đến bây giờ mà chúng tôi mới cho các hộ làm đấy, là tinh thần là vậy. Còn về môi trường thì tôi cũng ghi nhận với các anh chị mà cũng đấy, chính quyền lúc này chúng tôi đang tập trung để xử lý cho nó dứt điểm. Trao đổi qua điện thoại, ông Đỗ Quý Mạnh, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng cho rằng, qua kiểm tra xác định chỉ có 3 trại lợn gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất sai mục đích và đang được tiến hành đập bỏ. Nguồn thải của dòng nước đen này xuất phát từ đâu? Các trại lợn khác đang hoạt động trên khu vực này có là tác nhân biến sông đáy thành bể phốt hay không vẫn chưa được xác minh. Vội vàng, sơ sài sẽ khiến việc xử lý các sai phạm đất đai, sai phạm môi trường ở đây giống như chuyện bắt cóc bỏ đĩa mà thôi.